Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tại chùa Hoằng Pháp, như kính bạch toàn thể chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý liệt vị, các Phật tử, các em trong gia đình Phật tử, cũng như những cái thế hệ Phật tử trẻ của chúng ta. Thì hôm nay chúng tôi cũng được hân hạnh được ban tổ chức mời về để có buổi tiếp chuyện với toàn thể các vị. Thì chúng tôi được nghe quý thầy nói là lớp hôm nay phần lớn là giới trẻ từ 16 đến 35. Nhưng phần lớn chúng tôi thấy từ khoảng 25 trở lại là chiếm tới 90% rồi. 16, 17, 18 thì cỡ đây là chiếm số đông. Cho nên thông thường thì đến các buổi giảng cho tăng ni Phật tử cao tuổi thì chúng tôi trình bày khác. Hôm nay với các vị thì mang tính cách giống như dạy những vấn đề căn bản trong Phật Pháp mà những người bước đầu học Phật cần phải tìm hiểu, một trong những điều then chốt. Thì tôi được ban tổ chức cho hay là sẽ mời với hai đề tài tùy tôi chọn. Một là đề tài Phật giáo tổng quan, hai là chọn đề tài Phật giáo tình yêu và tuổi trẻ. Thì thật tình thì tôi nghĩ là tôi nhỏ lớn tôi học Phật thì tôi chỉ trình bày những điều mà tôi đã được học, cho nên tôi nhận cái môn là Phật giáo tổng quan. Còn những cái môn mà khác thì dễ dành cho các cái bậc thầy dày dặn kinh nghiệm để trình bày cho tất cả các vị. Chúng tôi rất mừng, rất mừng. Các vị ngồi trước mặt tôi là giới trẻ. Đây là một cái điều mà đầu tiên trong cuộc đời của tôi đi giảng dạy từ xưa đến giờ, nhìn thấy được một số lượng trẻ như thế này ngồi trong một giảng đường. Còn phần chung là tôi tiếp chuyện tăng ni Phật tử là phần lớn những người lớn tuổi. Và các vị nghĩ rằng trong Phật giáo hay là ở đời, người ta thường có câu là tre tàn măng mọc. Mà nếu mà trong một đại giảng đường mà thấy toàn là người lớn không á thì vui hay buồn? Buồn. Cũng vui, có nghĩa là cũng có người tu, nhưng mà cũng buồn khi nghĩ đến một ngày mai, tức là những lớp lớn này trôi qua thì những lớp thế hệ sau như thế nào đối với đạo Phật. Mà phần lớn các vị biết rằng tôi chưa đi ra nước ngoài, nhưng mà tôi được nhận tin từ nước ngoài cũng như những số người ở bên ngoài trở về để nói rằng giới trẻ ở Tây Phương là 95% là bỏ nhà thờ, không bao giờ đi nhà thờ và không đến nhà thờ, bởi vì họ tiếp nhận được với những nền khoa học tân tiến và họ đã nhìn thấy một sự lỗi thời nào đó trong những vấn đề mà qua thời gian hàng chục thế kỷ mà trong giáo điều đó đã ép buộc họ. Như vậy ở thế giới Tây Phương đang bị khủng hoảng, nhất là Thiên Chúa giáo khủng hoảng về vấn đề này. Còn đối với Phật giáo chúng ta là sự tồn tại trên 25 thế kỷ, xuất hiện trước công nguyên 624 năm, có nghĩa là một thời gian rất dài và có mặt qua bề dày lịch sử. Chứng thực về lịch sử thì đạo Phật vẫn tồn tại và phát triển. Giới trẻ chúng ta trải qua một thời gian dài không có đến chùa, hoặc là ít đến chùa bởi vì có nhiều hoàn cảnh khách quan, chứ không phải là do cái giới trẻ không nhận thức được đạo Phật hoặc là chưa có điều kiện tiếp nhận đạo Phật. Dĩ nhiên trong lòng của tất cả các vị về khái niệm về đạo Phật dường như trong lòng ai cũng có, dầu là các vị là một người Phật tử hay là một người bên ngoài, vẫn có một cái khái niệm mang máng nào đó về đạo Phật. Và cái cảm tình chung trong lòng của tất cả mọi người dành cho đạo Phật tôi nghĩ là lớn lắm. Bởi vì nước Việt Nam chúng ta trải dài bề dài 2000 năm qua là Phật giáo đã trở thành mạch sống trong mọi người rồi. Đã có những thời kỳ đạo Phật đã trở thành quốc giáo. Quốc giáo là gì các vị? Quốc giáo là sao? Quốc giáo là tất cả mọi người trong nước đều tôn thờ duy nhất chỉ có một Đức Phật thôi. Người ta gọi là quốc giáo, tức là không có một tôn giáo nào xen vào cả. Như vậy thì các vị thấy
trong lòng của mọi người, hạt giống về đạo Phật đã được tồn tại một cách cảm tình lớn. Và hôm nay các vị là những người hậu sinh trong mang dòng máu của các vị, mang máng đâu đó cũng là đạo Phật. Nhưng mà trải qua thời gian, chiến tranh sau chiến tranh, đất nước đang trên đà phát triển, đang xây dựng, thì nó còn nhiều mặt trở ngại. Cho nên giới trẻ cần phải đi học, cần phải đi làm, hoặc là qua quá trình nhiều mặt, cho nên tạm thời gián đoạn. Và hôm nay là những điều vô cùng mừng rỡ trước mắt tôi. Tôi cảm thấy vô cùng vui sướng khi thấy những giới trẻ quay về học đạo. Đó là đánh dấu cho một cái tiền đề phát triển ở một đạo Phật ngày mai, ở một đạo Phật ngày mai. Cho nên tất cả những gì mà chúng tôi cung cấp cho các vị, nó phải mang ý nghĩa căn bản. Căn bản, bởi vì những bước đầu, những nền tảng căn bản, những cái lớp mầm non như thế này mà chúng ta không được đầu tư những kiến thức căn bản, thì sau này chúng ta trở thành mênh mang trong vấn đề nhận thức. Và hôm nay chúng tôi sẽ giải thích cho tất cả các vị với bề đề tài là đặc tính của đạo Phật. Đặc tính của đạo Phật. Và tôi phát cho các vị những cái bài tóm tắt để các vị tự đọc, nghiên cứu thêm. Và qua quá trình giảng dạy của chúng tôi, các vị về nghiên cứu và đọc và nắm bắt những cái ý nghĩa ở trong đó để chúng ta nắm. Để chúng ta nắm. Xin thưa với các vị, mỗi một hệ thống triết lý hay tín ngưỡng hay là một tôn giáo nào, nó cũng có những cái nét đặc trưng riêng cho cái tôn giáo đó. Hay là mình muốn nói rộng hơn là mỗi một nền văn hóa trên thế giới, nó đều có nét đặc trưng riêng. Và ví dụ các vị vừa rồi, các vị nhìn thấy phái đoàn của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Ở đây ai có được từng chứng kiến Hòa Thượng Nhất Hạnh trở về đây đây? Có không? Đưa tay lên đây. À, tức là những ai đã từng chứng kiến được phái đoàn của Hòa Thượng Nhất Hạnh trở về đây, gần 190 người ở Tây Phương có, Việt Nam có, mỗi người trong tay cầm cái gì? Cầm cái gì? Cầm chiếc nón lá, phải không? Cầm chiếc nón lá. Cái đó là cái gì? Cái đặc tính văn hóa của Việt Nam. Đặc tính văn hóa Việt Nam. Cho nên cái sắc phục, cái nón, cái gì đó mà nó mang cái nét đặc trưng của một nền văn hóa của một quốc gia đó, người ta luôn tự hào và giữ gìn. Và đặc tính đó nó dường như nó không pha trộn, nó không học hỏi, nó không có bị ảnh hưởng của tất cả những nền văn hóa khác. Nó mới mang nét đặc trưng cho của quốc gia đó. Vậy là chiếc nón và chiếc áo dài của đất nước Việt Nam là những nét đặc trưng cho nền văn hóa Việt Nam. Như vậy mỗi một hệ thống tín ngưỡng, tôn giáo, triết lý, nó đều có những cái nét đặc trưng riêng mà những hệ thống triết lý, tín ngưỡng và tôn giáo khác không thể có được. Và trong hệ thống của đạo Phật cũng vậy, cũng có những nét đặc trưng riêng mà không có một tôn giáo nào có được. Và các vị nên nhớ một điều, thường thường theo cái quan niệm chung của chúng ta thì hay gọi đạo Phật là một tôn giáo. Và về mặt khách quan bên ngoài, người ta cũng gọi đạo Phật là một tôn giáo. Nhưng mà tất cả các vị phải suy nghĩ rằng cái từ tôn giáo và đạo Phật nó khác nhau xa ghê lắm. Bởi vì tôn giáo nó mang tín ngưỡng là tôn trọng thần linh. Tôn trọng thần linh có nghĩa rằng những người con dân tín đồ của một tôn giáo đó phải có một vị thần linh tôn trọng, và vị thần linh này mang tính cách là quyền chủ để quở phạt ban thưởng cho con dân tín đồ của mình. Và người đó là người tạo ra thế giới, là người thế này thế kia. Nhưng mà người đó có thể là một sản phẩm do con người tưởng tượng, sản phẩm do người tưởng tượng. Còn đối với đạo Phật, bởi vì chúng ta không liệt vào tôn giáo, bởi vì Đức Phật chưa bao giờ nói là mình là một người ban phước giáng họa. Đạo Phật không có cái điều đó. Và Đức Phật cũng chưa bao giờ nói là tôi là người sanh ra thế giới này, hay là tôi là một con người sanh ra loài, tất cả loài người, loài vật. Đạo Phật chưa bao giờ có cái điều đó. Và một điều rất đặc biệt trong đạo Phật, Đức Phật là huyền thoại hay Đức Phật là con người lịch sử? Giữa huyền thoại và lịch sử nó khác nhau ghê gớm lắm. Đức Phật là một con người, nói lớn cái nữa coi, lịch sử, mà mang tinh thần lịch sử, là một con người thực. Con người huyền thoại là hoàn toàn do trí tưởng tượng của con người hình dung.
Còn Đức Phật là một con người thực trên cuộc đời này, được sinh ra có quốc gia, có nguồn cội, có cha, có mẹ, có dòng tộc, có kinh thành, có quyền, có chức, có tuổi tác, ngày sanh tháng mất và mọi điều khác chi tiết xung quanh cuộc đời của Ngài, là một con người, người thực, là một con người lịch sử. Như vậy chúng ta rất tự hào, rất tự hào cho một đạo Phật có một bề dày lịch sử trên 2000 năm, sự tồn tại và phát triển trải dài mang tính cách lịch sử, và sự truyền bá chánh pháp là truyền bá những tư tưởng thực vì lợi ích thực cho chúng sinh trên cuộc đời này. Cho nên một số bộ kinh, ví dụ kinh Tương Ưng hay là kinh Tăng Chi, đều có những câu nói là: ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc của chư thiên và loài người. Tức là gì? Sự an lạc hạnh phúc thực cho chúng sinh trên cõi đời này, không bao giờ mang tính cách là huyền thoại hay là tưởng tượng. Đó là một điều mà chúng ta cần phải hiểu và cần phải tin. Cho nên ở một góc nào độ nào đó, chúng ta khó xác định. Nếu người ta nói đạo Phật là tôn giáo thì chúng ta cũng tạm thời nhìn nhận với góc độ thói quen. Nhưng mà nhìn nhận ở chỗ là đạo Phật là một tôn giáo, mà tôn giáo không có thần quyền, thầy thấy như vậy. Và cái tính chất thần quyền là một cái mảng đề tài rất nhỏ trong đạo Phật, chứ nó không phải mang tính chất căn bản. Như vậy trở lại vấn đề, chúng ta sau này rồi chúng ta sẽ tìm sâu vào trong một cái ý nghĩa mà tôi muốn nói hôm nay. Và cái tính đặc trưng của đạo Phật ở trong đây tôi muốn trình bày để chúng ta nhận thấy đạo Phật nó có những cái khác biệt, riêng biệt với những cái tôn giáo khác, tín ngưỡng khác và những triết lý khác. Đó là Tam Bảo. Tam Bảo, Tam Bảo chỉ có duy nhất trong đạo Phật mà thôi. Và điều này nó không mang ý nghĩa là độc tôn, có nghĩa là Tam Bảo là những cái khác không có, có nghĩa là cái khác tiện. Còn đạo Phật có, đạo Phật quý, không phải, mà mang ý nghĩa đặc trưng cho tính chất của đạo Phật. Bởi vì cái chuyện này nó đã xảy ra ở tại huyện Tam Bình. Tại huyện Tam Bình bữa đó đó, huyện Tam Bình thì nó có hai cái ngôi chùa. Một bên là chùa Phước Quang, một bên là hình như cái nhà thờ ông. Thì đêm đó có một vị giảng sư giảng ở tại đó. Thì vị giảng sư giảng rồi mới so sánh là Tam Bảo chỉ có ở trên chùa, còn bên chùa ông thì không có Tam Bảo. Thì sau khi giảng xong rồi, tối đêm đó đó, Phật tử ở thành phố về cũng rất đông, và đi qua bên chùa bên đây ngủ nhờ bên chùa ông á. Cái ông từ mà ông cai quản ở đó đó, mới đầu ông hứa ông cho, tối đêm đó sau khi nghe pháp xong qua ngủ ông đuổi về hết. Ông đuổi về hết. Ông nói bên bển có Tam Bảo, về bển ngủ đi, bên này không có Tam Bảo. Như vậy ở đây ông thành kiến đúng hay là thành kiến sai? Sai hoàn toàn. Ông thành kiến hoàn toàn sai. Mình phải nhận thấy được rằng người ta nói không có, không có nghĩa là người ta chê bai. Bởi vì đặc tính của đạo Phật thì nó phải đặc tính đạo Phật. Ví dụ chiếc nón lá, cái áo dài của Việt Nam, chúng tôi nói nước Mỹ là những người Mỹ không có, và nếu có chăng là người Mỹ học lớn của Việt Nam. Chứ tính chất của người Mỹ, nền văn hóa không có điều này, người Mỹ chấp nhận không? Chấp nhận. Sao không chấp nhận? Bởi vì chiếc nón lá và áo dài này chỉ có là Việt Nam, và đặc biệt là nền văn hóa Việt Nam. Nhưng mà ngược lại, nước Mỹ có những điều mà Việt Nam không bao giờ có được, bởi vì đó là nền văn hóa của họ. Các vị phải nhìn như vậy. Thì ở đây một vị thầy nói để chúng ta thấy rất rõ, chùa ông là không có Tam Bảo. Bởi vì chùa ông thì không có mấy thầy xuất gia. Như vậy thì ở đây chúng ta muốn tìm hiểu Tam Bảo là gì, đặc tính của Tam Bảo nó quan trọng đối với đạo Phật như thế nào, và những người cần phải tìm hiểu sâu sắc về Tam Bảo này để chúng ta có một cái khái niệm về đạo Phật mà nằm trên tính chất căn bản, nằm trên tính chất căn bản. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu thứ nhất, trước tiên đó là phần định nghĩa về Tam Bảo. Bây giờ trước hết các vị đi học tu rất ít nhiều gì thì cũng đã học được rồi. Và ai ở trong này là người chưa quy y đâu? Chưa quy y cũng nhiều dữ vậy đó hả? Tức là quy y rồi là mình đã được lên quy y, truyền giới và có pháp danh. Còn này mà chưa quy y là chưa bao giờ chúng ta được quý thầy truyền giới và chưa có đặt pháp danh. Như vậy quy y rồi, các vị hiểu Tam Bảo nghĩa là gì?
Ai định nghĩa hay nhất rồi? Ai lớp trưởng ở đây đâu? Ở đây có ai lớp trưởng không? Nhóm trưởng. Có nhóm trưởng không? Đâu nhóm trưởng nào đứng lên đại diện nói câu tam bảo là gì cho thầy nghe coi. Ở đây nhóm trưởng nào giỏi nhất, các vị tự đề cử một người cho thầy coi. Đâu nhóm trưởng nào giỏi đứng lên coi. Rồi tam bảo là gì? Tam bảo là gì? Học Phật thì học thì cứ nói chứ đâu có sao. Thôi chúng ta giữ trật tự đi. Như vậy ở đây tôi nghĩ là trong cái lòng của các vị có cái bài trước mắt thì chắc là ai cũng biết rồi. Tam là gì? Thuộc hết trơn mà sao ngại nói. Bảo là gì? Đọc trong bài hả? Tam là ba, bảo là quý báu. Mà ba cái quý báu gồm một là gì? Phật bảo. Hai là gì? Pháp bảo. Ba là gì? Ba là tăng bảo. Như vậy đặc tính của đạo Phật tam bảo này có phải là chỉ riêng trong đạo Phật và tất cả các học thuyết khác không có không? Phải không? Đây là sản phẩm và đặc chất nhất của đạo Phật và nền tảng căn bản nhất cho những người học Phật. Bởi vì học Phật tìm hiểu mọi thứ, mọi tính triết lý mà không hiểu được tam bảo là gì hoặc chưa hiểu một cách sâu sắc thì nó hạn chế lắm. Chúng ta chỉ tìm một cách lơi khơi thôi. Bởi vì đây là nguồn cội và nguồn gốc căn bản mà. Cho nên tam bảo ở đây được thiết lập ba ngôi quý báu, đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Nó như một kiền ba chân vậy đó. Các vị thấy cái máy quay phim không? Kiền mấy chân? Ba chân. Mà trên cuộc đời này các vị phải thấy kiền ba chân là vững nhất. Hai chân vững không? Vững không? Bốn chân vững không? Chưa chắc. Bởi vì các vị biết á, hai chân á, thì khó vững, mà bốn chân á, thì dễ hầm hinh. Phải không? Bốn chân chúng ta phải tìm một mặt bằng rất là tốt, còn bằng không là nó phải bị chinh. Nhưng mà ba chân là bắt đầu dính đó. Có phải vậy không? Thử kinh nghiệm đi rồi biết. Cho nên người ta ở vậy, cho nên ở đời người ta thường nói cái câu gì? Dù ai sao? Đừng nói lòng ta vẫn vững như kiền hai chân nghe. Nói vậy là thất bại không? Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Như vậy cái ba chân này nó mang tính cách là để nó tạo sự thăng bằng tốt nhất. Còn bốn chân cũng không vững, và nhiều càng nhiều chân thì càng nguy hiểm. Đại khái vậy. Cho nên ở đây tam bảo được thiết lập như một kiền ba chân vững vàng và tồn tại phát triển mãi theo lịch sử thời gian. Tính chất quý báu của như thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu. Cùng tìm hiểu. Sau khi, trước khi chúng ta tìm hiểu về tính chất quý báu của tam bảo thì chúng ta cùng tìm hiểu về nguồn gốc xuất phát về tam bảo. Trước khi đạo Phật ra đời có tam bảo không? Không. Như vậy khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề có tam bảo không? Ai nói có đưa tay lên. Vậy ai nói không đưa tay lên. Vậy là các vị nói tại sao không? Các vị phải biết khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề, chúng ta có thể khác định được theo cái tư tưởng của Đại Thừa thì nó mang cái nghĩa là đồng thể tam bảo đó. Nó có ý nghĩa là đồng thể tam bảo và thế gian trụ tỳ tam bảo và xuất thế gian tam bảo đó. Đây là cái điểm triển khai của Phật giáo Đại Thừa. Đại Thừa nó nằm về mặt triết lý tư tưởng chứ nó phải không phải nằm trên về góc độ lịch sử. Chúng ta phải khẳng định được rằng đây là nằm trên cái góc độ triết lý tư tưởng chứ không phải trên lịch sử. Bởi vì khi có Đức Phật ra đời, nếu nói đồng thể tam bảo có được thì có trước thời kỳ Đức Phật ra đời. Nó mang nghĩa vô thủy vô chung. Nhưng mà đây là một tính triết lý quá về vấn đề tam bảo. Mà nếu mang tính triết lý quá mà không dựa vào lịch sử để giải thích, để phát triển được thì đó là một cái ảo tưởng của chúng ta mà thôi. Cho nên trước khi Đức Phật thành đạo hoàn toàn về mặt triết lý tư tưởng
thì nó có trên mặt đồng thể tam bảo. Nhưng mà đứng về mặt lịch sử, khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề thì chưa có tam bảo, mà mới có gì? Cái gì bảo? Phật bảo. Và cái gì bảo nữa? Pháp bảo. Chưa có tăng bảo. Như vậy khi Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề chưa đủ cái ngôi vị của tam bảo. Và sau khi Đức Phật đến vườn Lộc Uyển gặp năm anh em Kiều Trần Như, và Đức Phật thuyết pháp độ năm anh em Kiều Trần Như tu học và chứng quả, và nhận những người đệ tử đầu tiên để trở thành những mẫu người tăng đoàn của Đức Phật, thì lúc đó mới đầy đủ ý nghĩa của tam bảo, mà theo thuật từ chuyên môn đó là thế gian trụ trì tam bảo, có nghĩa là Phật bảo, Pháp bảo và tăng bảo, mang hình thức thật, mang tính nghĩa thật về mặt lịch sử. Về mặt lịch sử như vậy, về mặt tư tưởng tam bảo điều đó để nói lên cái tính chất, về cái căn bản, về tính triết lý, điều đó chưa quan trọng bằng giá trị thực về tam bảo. Giá trị thực tam bảo lịch sử từ khi Đức Phật thành đạo truyền giáo và những người là tăng đoàn để phát triển học đạo cho đến hôm nay, và những người truyền bá chánh pháp, cái đó mới gọi là tăng bảo. Như vậy Phật bảo là gì, Pháp bảo là gì, tăng bảo là gì, chúng ta cần phải tìm hiểu sâu thêm một góc độ nữa. Phật, nguyên tắc của tiếng Phạn là gì? Buddha. Trung Hoa dịch là giác giả, nghĩa là người giác ngộ. Đứng về mặt dịch sử, người giác ngộ theo tất cả các hệ thống kinh điển nguyên thủy thì được trình bày trong cuộc đời này duy nhất ở hiện kiếp chỉ có một Đức Phật là người duy nhất là một bậc A-la-hán chánh đẳng giác, không có một vị Phật thứ hai. Đó là đứng về mặt góc độ truyền giáo lịch sử. Còn nếu đứng về mặt bản tính giác ngộ thì khả năng giác ngộ này nó mang ý nghĩa tất cả mọi người trong lòng đều có cái tính giác và sẽ thành Phật. Đây là một cái nghĩa căn bản trong kinh Pháp Hoa, và chỉ có Đại Thừa mới diễn giảng điều này. Chỉ có Đại Thừa mới diễn giảng điều này. Chúng ta học kinh Pháp Hoa, Đức Phật đã khẳng định được rằng tất cả chúng sinh đều có tri kiến Phật, và mọi chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Đó là mặt về bản tánh Phật của mọi con người. Còn ở đây trên tinh thần của Đức Phật, để chỉ cho giác giả là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, một Thích Ca Mâu Ni. Vậy đứng về mặt danh từ riêng thì cái từ này dành cho ai? Đứng từ riêng là dành cho ai? Dành cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà đứng về danh từ chung thì dành cho ai? Dành cho tất cả chúng ta, dành cho tất cả mọi loài, dành cho tất cả hữu tình trên cuộc đời này, trên cuộc đời này. Nhưng mà riêng về dành cho Đức Phật, để chúng ta tôn xưng Đức Phật, để chúng ta gọi là Đức Thế Tôn, là Đức Thích Ca Mâu Ni, là người đã thành Phật, thì nó mang ý nghĩa Đức Phật phải ba cái tính chất căn bản. Ba tính chất căn bản mới gọi là Phật. Một là tự giác, hai là gì? Giác tha. Ba là giác hạnh viên mãn. Tự giác là một con người tìm được chân lý, một con người có khả năng giác ngộ, giác ngộ được sự thật của bản thể vũ trụ, và giác ngộ được sự thật về thân phận con người, để từ bỏ xuất gia tu hành và thành Phật. Đây là một cái điều mà chúng ta vô cùng kính trọng Ngài, kính trọng Ngài. Nhìn lại quá khứ lịch sử, chúng ta biết Đức Phật xuất thân từ dòng dõi nào? Dòng dõi vua chúa, đúng không? Như vậy cương vị của Đức Phật hiện đang mang mà lúc còn ở trong kinh thành là gì? Thái tử. Ai giải thích cho tôi nghe được từ thái tử là gì? Ai nói từ thái tử con vua là đúng? Các vị biết đức vua có bao nhiêu đứa con không? Rất là nhiều. Cho nên ở đây các vị phải hiểu từ thái tử. Con vua thì không thể gọi là thái tử, mà gọi là gì? Là gì? Hoàng tử. Hoàng là vua, tử là con. Con vua là hoàng tử. Mà trong tất cả những hoàng tử nào, tất cả hoàng tử mà con của vua, người nào được tuyển chọn ra để sau này đăng quang làm vua thì người đó gọi là gì? Thái tử. Như vậy các vị phải hiểu cái từ thái tử và hoàng tử nó có khác nhau chỗ đó.
Con vua gọi chung thì phải là hoàng tử. Những người nào được sinh ra từ hoàng hậu chánh cho đến là cái thứ phi đều là con vua cả, và những người đó đều gọi là hoàng tử cả. Nhưng mà trong những người hoàng tử này, người nào được tuyển chọn để sau này kế vị ngai hoàng thì ngài người đó mới gọi là thái tử. Như vậy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khi ở trong kinh thành là một thái tử Sĩ Đạt Ta, là người để được chọn sau này lên kế vị ngai hoàng, cho nên mới gọi là thái tử. Và chúng ta được biết, nếu mà phương diện vật chất của cuộc đời một vị thái tử mà thời đó có thiếu gì không? Nếu là một người thái tử thì không thiếu gì cả, đầy đủ tất cả các tiện nghi vật chất, đầy đủ mọi cái ngũ dục lạc trên cuộc đời. Nhưng mà vì người có một cái trí giác ngộ siêu tuyệt, người nhìn thấy được sự chúng sinh đau khổ bằng một con mắt trí tuệ và với lòng từ sẵn có, cho nên ngài quyết định từ bỏ tất cả để đi tu. Và từ bỏ đi tu không phải là bỏ cái giàu sang này, cái ăn hưởng phú quý này, để đi tìm một cái ăn hưởng phú quý giàu sang khác. Nếu Đức Phật ngày xưa là một thái tử, vì chê cái hạnh phúc an lạc dục lạc trong kinh thành này nó nhỏ bé, nó giới hạn, để tìm một cái dục lạc khác nó hơn, thì cái sự ra đi đó có cao quý không các vị? Không. Nhưng mà sự ra đi này hoàn toàn không phải vì bản thân của ngài, mà vì tất cả chúng sinh trên cõi đời này. Ngài ra đi là ngài hy sinh hạnh phúc riêng của mình, hay hy sinh cái tình thương, đau thương của kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Các vị biết cái giai thoại mà Đức Phật ra đi á, đau lắm. Đức Phật cũng là một người có trái tim và khối óc vậy, cũng biết thương vợ, thương con, thương cha và thương những thân bằng quyến thuộc tại thành Ca Tỳ La Vệ vậy. Nhưng mà sao phải đi tu? Nhưng mà sao phải đi tu? Vì nhìn thấy tất cả các cảnh khổ trên cuộc đời này, nhìn thấy sanh già bệnh chết của chúng sinh nè, nhìn thấy sự trầm luân khổ ải của chúng sinh nè, mà ngài không đành lòng, cuối cùng ngài quyết định để đi tu, để tìm một con đường giải thoát, thì sự hy sinh ấy hoàn toàn cao quý và thánh thiện. Hoàn toàn hy sinh và dấn thân 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, làm những con người lòng thương yêu chúng sinh trên cuộc đời này quá rộng lớn. Cho nên Đức Phật đã liệt vào một trong những con người được tôn kính nhất, đó là Phật Bảo, mà chúng ta cần phải biết. Phật Bảo chúng ta cần phải biết. Cái giai đoạn mà thái tử với đi xuất gia đó, các vị biết trong mà phim giải thích cũng rất hay. Các vị nào đã coi cái bộ phim Ánh Đạo Vàng của Võ Đình Cường mà do chùa Diệu Giác thực hiện á, hoặc là một số bộ phim như ví dụ như Hồng Kông, Đài Loan hay là Singapore hay là một số nước nữa có thực hiện đóng về lịch sử Đức Phật á, nhưng mà chưa có bộ phim nào có một cái khả năng diễn đạt tốt hơn bộ phim Ánh Đạo Vàng của Việt Nam cả. Không phải mình là người Việt Nam mà mình khen tặng, bởi vì những nhân vật ở Việt Nam biểu hiện về mặt tình cảm cũng như thể hiện một số điều ở trong đó nó rất là hay, rất là nhập vai. Và tôi đánh giá trong một số bộ phim đã từng coi, Ánh Đạo Vàng, cái bộ phim của Việt Nam là hay nhất, hay nhất, trung thành nhất. Nhưng mà chỉ có một điều nó ở đó tôi không đồng ý là các thánh đệ tử cũng như Đức Phật thọ trai bằng cái muỗng, cái đó tôi không chịu, nó sai với nguyên tắc lịch sử văn hóa ghê gớm lắm. Các vị biết người Ấn Độ ăn gì? Sao hay vậy? Các vị có đi Ấn Độ chưa? Thật sự mà chúng ta đọc trong nguyên bản, người Ấn Độ ăn bóc chứ không phải là ăn muỗng. Nhưng mà khi mà tôi nghĩ là cái nhà đạo diễn phim á, mà khi mà làm phim mà để cho Đức Phật mà bóc ăn á, thì theo văn hóa Việt Nam người ta ngại, ta thấy cái đó thô quá, phải không? Ở Việt Nam mình mà ai mà vô bếp mà bóc là kỳ vô cùng. Kỳ vô cùng. Cái người nhiều khi tôi vô bếp, nhiều khi tôi thấy cái món gì tôi cũng thích lắm á, nhiều khi cái thói quen mình cũng muốn bóc, nhưng mà ngại. Dòm quanh dòm bước không có ai mới bóc, còn nếu có thì không dám bóc. Cho nên cái bóc đó là không phải văn hóa của Việt Nam, không phải văn hóa Việt Nam, mà bóc đó là văn hóa của Ấn Độ. Mà đã văn hóa rồi thì không có ai trách được. Cho nên thời Đức Phật ngày xưa, Đức Phật đi thọ trai và cũng ăn bóc bình thường. Đức Phật ăn bóc bình thường. Cho nên ở trong phim Ánh Đạo Vàng tôi chỉ thấy là nó hơi xê về mặt văn hóa lịch sử ở cái đó thôi. Còn phần lớn tất cả những cái khác tôi rất đồng ý. Đồng ý. Thì tôi trở lại vấn đề,
Khi mà Đức Phật đi xuất gia đó, còn là thái tử mà đi xuất gia đó, các vị biết là một con người có trái tim và khối óc, có lương tri mà. Mà đi ra như vậy á, cả một trách nhiệm của kinh thành đang hy vọng và gửi lên đôi vai của Ngài, mà Ngài ra đi như vậy là cả một sự thất vọng và đau buồn lớn cho kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Mà có một đoạn thơ diễn tả về cái cuộc ra đi này, nếu mà ai biết ngâm á, thì ngâm đoạn thơ này hay lắm. Tôi thì không biết ngâm cho nên là tôi chỉ đọc cho các vị nghe thôi. Thì đêm hôm đó Đức Phật mới từ giả ra đi, và trước khi ra đi đã mở cửa 3 lần để nhìn vợ và con lần sau cuối, muốn nói lên một lời từ biệt, nhưng mà sợ đánh thức hai người này, người này sẽ trở thành một sự ràng buộc lớn, không thể đi tu được. Cho nên cuối cùng lặng lẽ bước ở ngoài cửa nhìn vào và đánh thức Sa Nạc lúc nửa đêm. Thì cái 8 câu thơ đó nói như vậy: khi mà thái tử vào phòng đánh thức Sa Nạc, là những người mà theo hầu đệ tử đó, thái tử đó, thì Sa Nạc lúc đó mới giật mình, nửa đêm mà tại sao mà thái tử lại đánh thức mình. Thì Sa Nạc mới nói là: trời tối nhân gian mờ mịt quá, giờ này thái tử định đi đâu? Tức là lúc đó Sa Nạc hỏi vậy đó. Thì lúc đó thái tử mới trả lời là: chính đời mờ mịt nên ta phải đi để tìm ra ánh đạo màu. Thì Sa Nạc lúc đó mới thấy xúc động, mới thấy hụt hẫng, mới thấy sự mất mát quá lớn bằng một cái cảm nhận nhất thời, và thấy như vậy mới nói: ngày mai sẽ có bao người khóc ly biệt thương ngài nỗi khổ đau. Thì lúc đó thái tử mới trấn an Sa Nạc bằng một niềm hy vọng, một tia hy vọng rất lớn. Thái tử mới nói: ta sẽ trở về khi thấy đạo, cứu thoát nhân gian vạn khổ sầu. Các vị thấy một cái giai đoạn rất là hay. Tôi ngâm 8 câu này cho các vị nghe ha. Ngâm lại, chịu không? Tôi nghĩ thì chắc không hay lắm, tại vì tôi không có quen với cái nghề này. Nhưng mà vì các vị là giới trẻ cho nên chúng tôi phải hòa nhập để vui với các vị. Các vị nào đồng ý đưa tay lên này. Nhìn ai cũng đồng ý hết là không chạy được rồi. Thì cái đoạn nó như vậy: trời tối nhân gian mờ mịt qua, giờ này thái tử định đi đâu? Chính đời mờ mịt nên ta phải đi để tìm ra ánh đạo màu. Ngày mai sẽ có bao người khóc ly biệt thương ngài nỗi khổ đau. Ta sẽ trở về khi thấy đạo, cứu thoát nhân gian vạn khổ sầu. Thì đây là những cái câu thơ thật sự mà ngày xưa khi tôi đọc đến giai đoạn này, tôi cảm thấy là chạnh lòng. Chạnh lòng cho Đức Thế Tôn của chúng ta. Về mặt căn bản lịch sử, Đức Thế Tôn của chúng ta vẫn là một con người. Một con người à. Thì bây giờ khi mà chúng ta tìm qua với Đức Phật như vậy, chúng ta mới thấy Đức Phật là xứng đáng. Xứng đáng để chúng ta trân trọng, kính ngưỡng. Và ở trong này nó có mâu thuẫn rất nhiều giữa một Đức Phật lịch sử và một Đức Phật được huyền thoại. Đây là sự mà một số người, có những người người ta nhận rằng, nếu mà nói Đức Phật là một con người á, thì một số người cho rằng Đức Phật bình thường quá. Nhưng mà ngược lại, những người nhận Đức Phật ở góc độ lịch sử á, thì người ta cho rằng nếu mà người huyền thoại á, thì không có giá trị. Thì giữa hai quan điểm này, chúng tôi thấy xuyên suốt bề dày lịch sử còn nhiều tranh luận, chưa có khẳng định. Bởi vì những người cho Đức Phật là một con người thực thì nói như thế này: nếu là một con người thực có trái tim, có khối óc,
và những cái tình cảm bình thường mà đi tu như vậy mình mới thấy được tầm quan trọng của nó. Còn nếu mà Đức Phật siêu phàm á thì có cái gì đâu mà để gọi cao siêu, bởi vì Đức Phật siêu phàm rồi á thì đi xuống muốn bỏ muốn đi là chuyện bình thường, không có giá trị. Nhưng mà ngược lại một số nhà mà chấp nhận về mặt tư tưởng, về mặt cao siêu thì nói rằng Đức Phật mà nếu bình thường thì không thể là một Đức Phật được. Cho nên giữa hai quan niệm này chúng tôi nghĩ cái nào nó cũng có giá trị tương đối của nó, mà tùy góc độ và cảm nhận của mỗi con người chúng ta. Trở lại vấn đề Phật phải ba đầy đủ ba nghĩa, đó là gì? Một, tự giác. Hai, giác tha. Ba là giác hành viên mãn. Tự giác là tự mình tìm được chân lý giác ngộ. Giác tha là thấy cái gì lạ lạ giác, phải không? Giác tha là thấy cái gì của người khác giác đem về. Giác tha ở đây là giác ngộ cho người khác, cái đó gọi là giác tha. Chứ không phải nói là giác tha là thấy gì lạ lạ của ai để giác về nhà rồi giác tha. Cho nên ở đây giác tha nó mang ý nghĩa là đem cái khả năng giác ngộ của mình có được, giác ngộ cho người khác, cái đó là gọi là giác tha. Và ba nữa là giác hạnh viên mãn, tức là công hạnh tự giác và quá độ chúng sinh được viên mãn, thì ba cái công hạnh viên mãn mới được gọi là tròn đầy. Thì tôi giải cho các vị thêm một cái điều này các vị hiểu. Có những người nói là giác tha là độ tận chúng sinh trên cuộc đời này, nhưng mà tại sao thấy chúng sinh còn dãy đầy hết trơn mà Đức Phật nhập Niết Bàn? Như vậy Đức Phật giác tha đâu có trọn vẹn thì làm sao gọi là giác hạnh viên mãn? Các vị thấy nghi vấn này có đúng không? Nghi vấn này rất đúng. Mình nghe người ta nói như vậy, nhưng mà các vị phải hiểu cái ý của những người muốn trình bày. Đức Phật phải độ tận chúng sinh mới thành Phật được. Thì cái ý nghĩa về lý của nó là Thiền Tông đã giải thích, tôi cũng không căn cứ lắm, nhưng mà tôi muốn giải thích về góc độ tâm lý hiện thực. Độ tận chúng sinh ở chỗ là các vị thấy suốt cuộc đời Đức Phật từ khi thành đạo cho đến ngày nhập Niết Bàn thì Đức Phật lúc nào cũng độ chúng sinh cả, không lúc nào Đức Phật an hưởng nghỉ riêng cho mình. Cho nên cái chữ độ tận ở đây nó mang ý nghĩa là suốt một cuộc đời hy sinh vì chúng sinh, nó mang nghĩa độ tận. Các vị thấy Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn còn độ cho ai? Về mặt lịch sử, lúc mà đang nằm cơn đau và nằm tại vườn Ta La Sông Thọ để chuẩn bị vào Niết Bàn thì ai đến tìm Đức Phật? Tu Bạc Đà La, đúng không? Một ông già 120 tuổi lúc đó đi đến xin vào ý kiến Đức Phật. A Nan không cho. A Nan mới nói rằng giờ này Đức Thế Tôn đau lắm, để Đức Thế Tôn yên nghỉ, để Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, ông đừng vào quấy nhiễu Đức Thế Tôn nữa. Thì ông già nằng nặc đòi vào, khóc lóc gian xin. A Nan dứt phát là không cho, A Nan là thị giả mà. Cho nên cuối cùng Đức Phật nghe được, nhưng mà Đức Phật nói rằng này A Nan, hãy cho người ấy vào gặp ta lần sau cuối. Và cuối cùng khi mà Tu Bạc Đà La vào gặp được Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp độ và ông đã được đắc quả A La Hán và xin tịch trước Đức Phật. Và sau khi đắc xong là trở ra ngoài tịch liền. Như vậy thì các vị thấy Đức Phật lúc sắp nhập Niết Bàn nằm đau đớn về thân xác như vậy, nhưng mà vẫn bình thản để tiếp độ một người cuối cùng. Cho nên cái đó là trong lịch sử thường nói cái câu là lần đầu tiên độ năm anh em Kiều, Nha Nhã Kiều, Trần Như, và lần sau cùng đó là độ Tu Bạc Đà La. Như vậy có phải là suốt một cuộc đời Đức Phật vì hạnh nguyện độ sinh không? Phải không? Như vậy thì Đức Phật có phải là độ tận chúng sinh chưa? Suốt cuộc đời này độ tới chết thôi, chứ không lẽ chết rồi độ cái gì nữa? Bây giờ chết rồi làm cái gì? Bây giờ một con người các vị cũng vậy, một con người các vị đóng góp cho xã hội, đóng góp cho khoa học, đóng góp cho cái gì đó thì cũng hết cuộc đời thôi, chứ chết đóng cái gì nữa? Chết rồi những cái gì còn lại thì tiếp tục đóng góp bằng những cái gì mình để lại cho cuộc đời. Chứ đâu phải là thân xác này nó có vô thường, nó có giới hạn của nó chứ. Nó cũng phải có sanh, có già, có bệnh, có chết chứ. Cho nên chúng ta phải hiểu cái câu độ tận chúng sinh ở chỗ là suốt một cuộc đời Đức Phật chưa bao giờ lãng phí một chút thời gian nào. Lúc nào cũng mang tâm tâm niệm niệm để độ tận chúng sinh. Cái đó gọi chúng ta mới xứng đáng để tôn kính Phật và gọi Đức Phật là Đức Thế Tôn. Để liệt vào một hàng đầu tiên trong Tam Bảo đó là gì? Đó là Phật, Phật Bảo.
Nên trong những cái câu kệ tóm tắt Đức Phật là: Phật là đấng giác ngộ mình là tự giác, độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, đó là giác tha, từ bi trí tuệ rạng ngời, là Phật là đấng giác ngộ mình, độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, từ bi trí tuệ rạng ngời. Tức là trong những cái bốn cái câu mà xưng tán Đức Phật, ở câu một đó là độ tự mà độ mình, câu thứ hai là giác tha, tức là độ chúng sinh, và câu thứ ba với thứ tư mang ý nghĩa là giác hạnh viên mãn. Thì ở đây chúng ta mới thấy đó là để tôn sinh cho Đức Phật, là một cái ngôi vị pháp bảo đầu tiên mà chúng ta cần phải được học. Thứ hai, tam bảo đầu tiên mà chúng ta học đó là Phật bảo, thứ hai đó là pháp bảo. Pháp ở đây tiếng Phạn dịch là Dhamma, mà pháp ở đây là chỉ cho những lời dạy của Đức Phật, đây là nghĩa căn bản. Và những lời dạy này chúng tôi thấy là trong tất cả mọi cái kinh biên chép thì thường hay để là tam tạng kinh điển của Đức Phật, đó là kinh tạng, lục tạng và gì nữa, và luận tạng. Nhưng mà chúng ta phải xét từ một góc độ lịch sử cho đến sự hình thành tam tạng này để chúng ta hiểu được cái từ pháp bảo trong đạo Phật. Pháp bảo nó mang ý nghĩa duy nhất, đó là những lời dạy của Đức Phật. Từ nguyên tắc đầu tiên, pháp bảo nó chưa mang ý nghĩa kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Bởi vì các vị biết rằng thời kỳ Đức Phật là thời kỳ không có văn tự, tức là không có chữ nghĩa, không có văn bản như thế này. Các vị có tưởng tượng được điều đó không? Tức là thời của Đức Phật hoàn toàn là những cái hình thức văn truyền miệng. Như Việt Nam chúng ta có một thời xưa kia, khi mà chúng ta chưa có cái được du nhập chữ Hán của Trung Quốc, cũng như sau này chúng ta du nhập được chữ Latin, thì tất cả những văn bản của chúng ta là văn truyền miệng. Và sau này chúng ta thấy là tục ngữ ca dao phần lớn nó mang tính cách văn truyền miệng. Rồi một số những điều khác toàn là văn truyền khẩu, từ lớp người đi trước tới lớp người đi sau. Thì thời Ấn Độ cũng vậy, khi Đức Phật thành đạo và Đức Phật thuyết pháp đó, đâu có viết đâu mà ghi, đâu có giấy đâu, đâu có viết và đâu có cái ký hiệu và chữ nghĩa gì đâu mà ghi. Cho nên từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn tới 400 năm sau, tất cả các hàng thánh đệ tử nghe và truyền miệng lại với nhau thôi, truyền bày với nhau thôi. Người này nghe, người này nhớ, người nhớ một phần nào đó trình bày lại cái nhớ của mình. Nhưng mà tôi khâm phục một điều, trí tuệ của những người ngày xưa siêu tuyệt thật, siêu tuyệt thật. Tôi nghe một cái bài thuyết pháp của một vị hòa thượng nào đó, sau khi nghe xong tôi chỉ nắm được vài ý tổng hợp thôi. Còn các vị thánh đệ tử của Đức Phật ngày xưa nghe rồi là truyền đạt lại là giống như y như Đức Phật nói. Cái đó là nói chung những bậc siêu trí tuệ mới làm được như vậy. Và ngày xưa các vị thánh đệ tử là những người chứng đắc A-la-hán, cho nên trí tuệ siêu tuyệt lắm, trí tuệ siêu tuyệt lắm. Như vậy thì bây giờ đứng về căn bản mặt pháp bảo, nó mang ý nghĩa căn bản nhất là những lời dạy của Đức Phật. Và sau ba lần kết tập kinh điển, đó là thời kỳ thứ nhất sau Đức Phật nhập Niết Bàn 7 ngày, chư thánh đệ tử đã tổng hợp lại 500 vị thánh đệ tử ở hang Thất Diệp, và do Ngài Ca Diếp chủ trì cho kết tập kinh điển đầu tiên. Và lời kết tập kinh điển đầu tiên là Ngài A Nan tụng về tạng kinh, tức là tụng tất cả những cái Đức Phật dạy về kinh, và Ngài Ubali đọc luật. Và chỉ có hai vị này tụng kinh và luật mà thôi, lúc đó tạng luận chưa có ra đời. Luật là đọc lại những phần luật căn bản cho tỳ kheo ni hay là U Bà Tát, U Bà Di gì đó, vân vân. Còn kinh là tổng hợp lại tất cả những tạng kinh mà Đức Phật dạy. Như vậy thì đọc cho các thánh đệ tử nghe để nhớ lại lời Phật dạy mà thôi, để nó mang tính nhất quán trong cái tư tưởng của Phật giáo. Và cuối cùng 100 năm sau, 100 năm sau, tức là thời kỳ phân chia bộ phái, đó là có sự bất đồng giữa các thánh đệ tử. Có những người nghe Đức Phật nói về góc độ này, cái người nghe Đức Phật nói về góc độ kia, cho nên nó có sự bất đồng quan điểm và chia ra hai hệ phái. Cho nên sau này mới có Nam truyền, Bắc truyền, vân vân. Mà thời đó nó gồm có cái hai bộ phái căn bản là Đại chúng bộ và Thượng tọa bộ. Và mỗi một bộ đều đọc theo cái quan điểm của mình về nghe theo lời của Đức Phật, cũng chưa có văn tự ghi chép gì cả, toàn là nhớ không à. Nhưng mà các vị biết có một điều nguy hiểm trong cái vấn đề truyền miệng là như vậy. Ở xã hội chúng ta thường có cái câu gì? Tam sao thì sao? Thất bổn. Ở gia đình mình mới nói là nó xe đụng chết gà mày, nó chạy ra đầu đường, xe đụng chết bò.
bắt đầu chạy chạy đi khác, tôi mới nghe phán phán đâu đó xe đụng chết ba người. Đúng không? Tức là những cái mà chuyện như vậy, từ nhà mình nó ra đường, nó ra đường, nó ra đường, nó đã khác nhau rồi. Tôi nhớ cái chuyện này nó có tam sao thất bổn, tôi cũng thấy là nó rất là hay. Ngày xưa có cái ông đó, ông đi đi bán ve chai hay gì đó, ông đi ngang nhà một cái nhà đó, cái ông nghe cái ông này dạy con, rầy con dạy con cái câu hay quá. Ông này ông nói, tao nói thiệt, tao buồn đời lắm, tao buồn lắm trong cuộc đời á, tao chán lắm, cho nên tao chán con người. Vi nhân nan, làm người khó, làm người khó. Cái ông này ông đi bán, ông nghe nói cái câu phớ phưởi hay quá, cái ông về bữa đó ông cố tình, ông đánh con ông, là ông gầy. Chứ thật sự con ông cũng không sai gì chút chút đó. Cái ông lòi ra ông đánh, tao nói thiệt với mày nghe, tao nói cuộc đời này dây mo nan là dây mo nan, lằn mằn xé là lằn mằn xé. Tức là ông nghe ông kia nói, ông kia nói là vi nhân nan, cái nghĩa là làm người khó, làm người khó. Ông này nghe phơ phửa về đánh con á, đọc liền, tao nói dây mo nan là dây mo nan, lằn mằn xé là lằn mằn xé. Như vậy cái đó nó mang ý nghĩa gì? Tam sao thất bổn, đúng không? Mình nghe lới phới gì đó, cái mình về mình nói, nó trật liền, nó sai. Cho nên ở đây, tôi muốn nói với tất cả các vị rằng, văn khẩu truyền miệng là nó có những điều dị bản ghê gớm lắm. Và chúng ta đọc trong tất cả các bản tục ngữ ca dao, nó đều có những cái câu sai biệt nó mà người ta không biết là câu nào đúng. Bây giờ xác định câu nào cũng có lý hết á. Câu nào cũng có lý hết á. Đó. Vậy thì bây giờ ở trong đây lần kết tập kinh điển thứ hai, nó cũng mang ý nghĩa truyền miệng thôi, mang ý nghĩa truyền miệng thôi. Như vậy thì lần kết tập kinh điển thứ ba là thời kỳ của vua A Dục Vương. A Dục Vương đã tài trợ cho chuyện kết tập kinh điển này đó. Nhưng mà vẫn là những các giá trị để thanh lọc tăng đoàn, để những các bậc thượng thủ cũng đọc lại lời Phật dạy. Và lần kết tập thứ tư đó là 400 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, là thời của Ca Nị Sắc Ca, là triều Khổng Tước đó. Thời của triều Khổng Tước, Ca Nị Sắc Ca mới có một cái văn tự, và Ca Nị Sắc Ca mới cho giác đồng á, đồng cán mỏng vậy nè, rồi mới khắc chữ vào trên giác đồng. Và bắt đầu là từ đó trở về sau mới có văn tự ghi chép lại lời của Đức Phật, và hình thành những bộ kinh đầu tiên đó, đó là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tương Ưng Bộ Kinh. Và cuối cùng những lần kết tập sau để thêm tắt một số cái lời Phật dạy mà được dạy rải rác khắp nơi, và người ta tổng hợp lại thành một bộ nữa gọi là Tiểu Bộ Kinh đó. Như vậy bên A Hàm là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, vân vân. Như vậy thì các cái hệ thống kinh điển Nam truyền hay là Bắc truyền, nó từ khi có văn tự trở về sau là phải 400 năm như vậy. Như vậy đứng về mặt pháp bảo, chúng ta khẳng định ý nghĩa đầu tiên, cái chữ Dhamma nó mang ý nghĩa là những lời Đức Phật dạy mà thôi. Và sự chú giải của các thánh đệ tử sau này, các bậc tổ luận giải thêm về kinh điển của Đức Phật, thì mới thiết lập lại thành một cái hệ thống gọi là Luật Tạng. Và nguyên thủy Phật giáo gọi là A Tỳ Đạt Ma, A Tỳ Đạt Ma. Và bên tư tưởng của Đại Thừa gọi là Luận Tạng, Luận Tạng. Như vậy thì ở đây Luận Tạng hay là A Tỳ Đạt Ma là những lời chú thích, giải thích rộng thêm, phân tích của các thánh đệ tử và các tổ về tạng kinh và tạng luật, tinh tạng luật. Như vậy thời căn bản của Đức Phật là chỉ có tạng kinh và luật là do Đức Phật dạy và chế giới cho tất cả các hàng tỳ kheo cũng như hàng cư sĩ tại gia. Còn lại sau này những hệ thống kinh điển nó có thêm tạng luật và bộ vụ luận và bộ cúc túc vào là do người sau. Và sau này chúng ta mới gọi là pháp bảo, nó liệt vào được đặt vào trong tam tạng thánh điển đó, gọi là kinh tạng, luật tạng và gì, và luận tạng, là kể từ sau này, là kể từ sau này. Vậy là chúng ta phải biết được pháp bảo từ nguyên thủy đầu tiên cho đến sự phát triển hình thành và cho đến ngày hôm nay nó mang ý nghĩa như thế nào đối với vấn đề nhận thức chúng ta, thì cái đó chúng ta đã tìm hiểu. Thứ hai đó là pháp bảo. Ba là tăng bảo. Tăng bảo tiếng Phạn là Sangha, Trung Hoa dịch là hòa hợp chúng. Như vậy thường thường chữ tăng ở đây các vị hiểu như thế nào?
Tôi vậy là phải tăng chưa? Vậy tôi là gì? Không phải tăng mà là thầy. Không thầy thì sư. Phải không? Thường thường cái chữ tăng á, thì người ta chỉ gọi cho quý thầy. Nhưng mà chữ tăng á, nó mang ý nghĩa là chỉ chung hòa hợp chúng. Và 4 vị tỳ kheo trở lên mới được gọi là tăng. 40 xuất gia mà thọ tỳ kheo trở lên mới được gọi là tăng. Một người là một thành phần của tăng, chứ chưa phải trọn vẹn là tăng. Cho nên trong cái ý nghĩa quy y tăng á, các vị biết chứ quy y trong đạo Phật á, chữ quy y tăng nó có nghĩa là quy y chung với tất cả các thầy. Cái người mà đứng ra truyền giới cho các vị á, là người đại diện cho tăng đoàn để truyền giới cho các vị mà gọi là bổn sư. Cái bậc thầy mà chúng ta kính trọng, chúng ta quy ngưỡng, chúng ta nương tựa học tu, thì chúng ta chỉ chọn cái người đại diện đó làm thầy mình. Và nghĩa chung nhất, khi các vị đã quy y rồi thì các vị phải kính trọng tất cả những người xuất gia học đạo, gọi là kính trọng tăng. Kính trọng tăng, chứ ý nghĩa của chữ tăng nó phải mang ý nghĩa là hòa hợp chúng, để chỉ cho đoàn thể xuất gia theo Đức Phật. Đoàn thể xuất gia theo Đức Phật, những người xuất gia nguyện trọn đời cống hiến cho Đức Phật. Và từ khi cái người đó cạo tóc trở về sau, là những người này nguyện cuộc đời còn lại đóng góp cho Phật Pháp, cho những người đó gọi là tăng. Ở đây chúng ta phải hiểu rất rõ. Chứ tăng thì đúng là một ông thầy, thường thường ta cũng gọi là một ông tăng. Đây là cái từ chúng ta mang ý nghĩa là nói theo thói quen, chung chung thôi. Chứ tăng là hòa hợp chúng. Như vậy những người nữ xuất gia gọi là tăng được không? Sao không được? Nếu gọi đúng á thì tăng phải là tăng tăng. Còn ni á, gọi đúng á là tăng ni, mới chỉ đúng cho ni. Nó phải hai chữ như vậy, tức là hòa hợp chúng của ni và hòa hợp chúng của tăng, tức là đoàn thể xuất gia của ni và đoàn thể xuất gia của tăng, tức là nữ giới hòa hợp chúng và nam giới hòa hợp chúng. Nam xuất gia hòa hợp chúng theo Đức Phật, nữ xuất gia hòa hợp chúng theo Đức Phật, mới gọi chung cái từ là tăng ni, là chỉ cho ni, và tăng tăng là chỉ cho quý thầy. Các vị phải thấy được như vậy. Cái chữ này nó mang ý nghĩa nó rất căn bản á. Cho nên chúng ta quen rồi, chúng ta cứ nói quý thầy là tăng, còn bên kia là ni. Cho nên tôi nói cái này cũng ngộ lắm các vị. Cái người ni á, nó có những cái ngộ. Tôi nói cái này ai mà về đừng có học lại với mấy cái người thầy là ni nghe, họ tự ái á. Đi trai tăng, khi mà nghe quý thầy tác bạch nó là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng, mà không nói chữ ni vô chậm cái mấy cô buồn. Không nói ni buồn. Nhưng mà ngược lại khi đi về chùa thì mấy cô ni kêu bảo các đệ tử mình gọi mấy cô bằng gì? Bằng thầy. Ngộ vậy. Đi về chùa thì bảo các Phật tử gọi mình bằng thầy, mà khi đi trai tăng á, người ta đến là kính bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng, mà không có nói ni cái nói rồi không có nói tôi thôi tôi về. Kỳ vậy. Nếu nói như vậy thì về phải nói là sư cô sư bà ni trưởng ni sư gì đó với đệ tử của mình chứ. Bắt mấy Phật tử hay là đệ tử mình gọi bằng thầy, mà tới lợi trai tăng cái người ta gọi là tăng cái là buồn. Cái đó nó không đúng. Nếu buồn cái đó được thì về nhà đừng xưng thầy với mọi người. Đó. Và ý nghĩa thứ nhất. Và ý nghĩa thứ hai, mình chưa nắm rõ cái chữ tăng cho nên mình buồn. Chứ ở chữ tăng này nó đã gồm có tăng tăng và tăng ni ở trong đó. Cái chữ tăng là chỉ cho hòa hợp chúng, cho các đệ tử xuất gia nam xuất gia và nữ xuất gia của Đức Phật mà. Cho nên nếu đúng nghĩa, chỉ cần đến một cái buổi lễ có cả tăng ni, mình chỉ bạch lại như vậy là đại đức tăng là đủ rồi, trong đó đã gồm ni rồi. Cái này phải hiểu chứ. Vậy mà có những người buồn, có những người nói với buồn, tôi thấy cái đó có những cái buồn nó hơi kỳ kỳ. Mà thôi các vị cũng cao tuổi, mình cũng không nói gì. Nhưng mà trong lòng tôi thấy cái điều đó nó như vậy. Cho nên ở đây cái chữ tăng nó mang cái ý nghĩa như vậy, các vị phải hiểu là để chỉ hòa hợp chúng. Và các thầy hòa hợp chúng tăng, và các ni cô hòa hợp chúng ni. Nó phải mang chữ nghĩa tăng, tăng ni và tăng tăng. Mà mình gọi một cách tắt thôi, tức là mình lược bớt thì mình gọi là tăng là để chỉ cho quý thầy, và theo quen là ni là để chỉ cho những người nữ xuất gia, chúng ta gọi là ni là mấy cô. Đó là chúng ta tìm hiểu được 3 ý nghĩa căn bản về cái chữ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Tức là
Phật là những cái bậc giác ngộ siêu phàm, những bậc thầy, những đức Thế Tôn, những người mà giáo tổ truyền giáo đầu tiên. Pháp là những lời dạy của Đức Phật, Đức Phật đã thiết lập lại cho tất cả chúng ta, mang ý nghĩa căn bản là Dhamma đó, là lời dạy của Đức Phật là ý nghĩa chính. Và sau này quá trình hình thành Tam Tạng Thánh Điển, qua quá trình kết tập kinh điển đó, nó mới hình thành lên là Kinh Tạng, Luật Tạng và Lượng Tạng, để gọi là kho pháp bảo. Và cuối cùng đó là Tăng Bảo, là những người xuất gia nguyện sống một cuộc đời theo lý tưởng của Đạo Phật và đem hạnh nguyện tự mình để dấn thân vào con đường truyền giáo. Đó. Mà hồi nãy tôi nhớ là giống như thầy Tâm Hải có nói của bài thơ đi xưng tán tăng đó. Kính lại tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn hoằng hóa đạo màu, tùy duyên thiết pháp vô cầu, thân tâm thanh tịnh dẫn đầu chúng sinh. Đó là một cái bài mà để xưng tán tăng ha. Và thầy Nhật Từ cũng có làm một cái bài để xưng tán tăng rất là hay. Mỗi ngày cái đảnh lễ Tam Bảo tôi cũng có đọc ha. Tăng là những bậc chân tu, biết đời uyển mộng giả từ ra đi, thấm nhuần trí tuệ từ bi, độ đời thoát khỏi tham si khổ sầu. Đó là những cái bài để xưng tán tăng rất là hay. Mà bây giờ tôi hỏi với tất cả các vị, Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, cái nào có giá trị hiện thực nhất? Các vị dám nói Phật quở các vị á, Phật giận á. Xin thưa với các vị, đứng về mặt tôn thờ, Đức Phật là nhất. Đứng về mặt tôn thờ, Đức Phật là nhất. Phải dành lòng kính trọng tuyệt đối và kính trọng nhất trọn cuộc đời của một người học Phật. Nhưng mà đứng về hiện thực, Tăng là quan trọng nhất. Bởi vì Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, chánh pháp còn tồn tại đó. Mà nếu không có Tăng là không có những người xuất gia, thì không có người truyền bá chánh pháp, là truyền bá tư tưởng của Đức Phật. Có phải vậy không? Cho nên đứng về mặt tôn trọng kính ngưỡng, Đức Phật là nhất trên cuộc đời này. Nhà người học Phật phải dành trọn một niềm tin và trọn một trái tim để dâng cúng dường cho Đức Phật. Và ngược lại, đối về mặt hiện thực, Tăng là trở thành quan trọng nhất. Bởi vì không có Tăng thì không thể có chùa chiền, không có Tăng thì Phật bảo không thể tồn tại, và không có Tăng thì không thể ai duy trì được Phật pháp tại thế gian này. Mà Tăng này mang ý nghĩa hiện thực là thế gian trụ trì Tăng bảo đó. Thế gian trụ trì Tăng bảo đó, theo cái thuật ngữ chuyên môn là vậy. Tức là những người xuất gia gìn giữ ngôi nhà chánh pháp, truyền bá tư tưởng của Đức Phật, dấn thân vào cuộc đời hoằng pháp lợi sinh. Cái đó nó mang ý nghĩa quan trọng. Cho nên chúng ta phải thấy được những cái điều mà tôn kính Phật và tôn kính Tăng và tôn kính Pháp. Như vậy bất cứ một cái điều nào, đây là những cái điều mà nó mang chân kiền. Tôn kính Phật mà Pháp không, mà không kính trọng Tăng là một sự thiếu. Nhưng mà tôi muốn nói rằng có những người có một câu võ đoán như thế này: nhìn một vài cá nhân của một đại thể, thấy những cái điều gì đó nó sơ sót, rồi trong lòng sinh ra quỷ bán. Mà không nghĩa là quỷ bán riêng người đó, mà lại quỷ bán cả Tăng. Người đó có tội. Bởi vì đoàn thể Tăng là những người xuất gia, một đoàn thể rất lớn. Còn một tài thành phần nhỏ cá biệt nào đó có sự sai lầm là của riêng người đó, mà chúng ta căn cứ vào người đó chúng ta phỉ bán Tăng già, tội lớn lắm. Bởi vì còn biết bao bậc tôn túc tu hành chân chính mà chúng ta đã mang ý nghĩa vơ đùa cả nắm, chúng ta làm tổn cho mình một cái đức vô cùng lớn. Đó là cái tội á, cái tội đó. Các vị phải thấy như vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được giá trị của Tăng là bậc thầy nào chúng ta kính trọng, kính trọng. Còn những vị thầy nào chúng ta thấy mình chưa được kính trọng thì việc đó của cá nhân người đó, chúng ta đừng để ý, mà chúng ta làm mất đi cái lòng thành kính của Tăng bảo là chúng ta sai. Cho nên riêng bổn phận của Phật tử, tôi mong rằng một điều, quý thầy những một vài thành phần cá biệt nào nhỏ đó có sự sai á, là của riêng người đó. Còn bổn phận của chúng ta phải biết kính trọng, phải biết cung cách của một người Phật tử cần phải giữ. Ví dụ như các vị vậy, các vị thi lễ các thầy, sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai, thì thừa phần lớn tôi nghĩ các thầy cũng chắp tay lại cho các vị, cũng sen búp xin tặng người một vị Phật tương lai. Tức là đây là một câu chào thi lễ, văn hóa của Phật giáo rất là hay. Các vị thấy đây là văn hóa của Thái Lan đó, người ta toàn là như vậy không à? Cho nên tôi muốn nói rằng người Phật tử phải giữ một thái độ tôn trọng Tăng già trong lòng. Nhờ như vậy phước báo mình nó mới được tăng trưởng và thăng hoa.
Phải để như vậy. Rồi bổn phận của mình giữ tròn để mình có một cái phước báo nào đó của riêng mình. Còn cái của ai đó là cái của người khác, mình đừng đả động tới. Đó là chúng tôi muốn giải thích chung một vấn đề Tam Bảo liên quan đến vấn đề của Tam Bảo. Các vị có thông cảm cái phần trình bày này chưa? Ở trong phần nữa, các vị căn cứ theo cái bài tôi soạn cho các vị đó. Mục thứ tư, đó là gì? Không quy y được gọi là Phật tử không? Không quy y được gọi là Phật tử không? Vậy là mấy người nãy mà đưa tay lên chưa quy y là đi chùa lậu, phải không? Chúng ta là Phật tử, chúng ta có quyền nói với những người anh hay chị hay bạn đó là đi chùa lậu, tức là chưa hợp lệ. Nói chung nói như vậy để chúng ta đùa chơi thôi. Mang quy y thật sự đúng nghĩa là Phật tử phải là người quy y. Điều đó là nguyên tắc thôi chứ không có nói gì hết. Dầu có cảm tình với đạo Phật rất lớn, dầu có một bề dài đi chùa rất lâu mà chưa quy y cũng chưa thể xác định là Phật tử nữa. Nhưng mà chỉ gọi người đó là người đi chùa thôi. Người tín ngưỡng đạo Phật, người có đi chùa, nhưng mà đúng nghĩa chưa thể gọi là Phật tử. Căn cứ về mặt hình thức á thì không thể gọi là Phật tử. Nếu muốn trở thành Phật tử, người này phải quy y, nó có đầy đủ về tính chất Tam Bảo ở trong lòng, có hứa hẹn trước Phật Pháp Tăng là có phát nguyện mới trở thành một người Phật tử. Đây là một hình thức nghi lễ để giống như một thủ tục ban đầu của một người gia nhập vào một cái đoàn thể nào vậy đó. Nó cũng có những nguyên tắc. Chúng ta muốn gia nhập vào một tổ chức nào đó, nó cũng có nguyên tắc của tổ chức đó. Muốn gia nhập vào đoàn thể nào, nó cũng có nguyên tắc của đoàn thể đó. Và chúng ta muốn gia nhập để trở thành một trong những Phật tử của đạo Phật thì chúng ta phải quy y. Đây là điều tiên quyết đầu tiên nhất. Và có quy y như vậy chúng ta mới hợp lệ. Ngày xưa những người đến với Đức Phật á, quy y đơn giản hơn bây giờ. Ngày xưa những người đến quy y với Đức Phật á, tại vì Đức Phật còn tại thế á, cho nên á, khi mà đến quy y hay đến xuất gia, Đức Phật chỉ gọi là Thiện Lai Tỳ Kheo, là râu tóc tự rụng, là trở thành đoàn thể xuất gia. Và những người đệ tử cư sĩ đến á, thì Đức Phật bảo là con xin nguyện trọn đời quy y Phật, con xin nguyện trọn đời quy y Pháp, con xin nguyện trọn đời quy y Tăng, đủ để trở thành một người Phật tử rồi. Không cần nghi lễ dài dòng như hôm nay chúng ta. Bởi vì với cái công đức trí tuệ của Đức Phật đủ để làm niềm tin cho tất cả các vị, một oai đức vô cùng lớn. Còn hôm nay sở dĩ có một cái nhiều hình thức để trở thành một người quy y, bởi vì các thầy kính trọng Phật, các thầy thấy rằng cái phước đức của mình không thể so sánh với Đức Phật, cho nên phải làm hình thức nghi lễ để đảnh lễ, để tôn xưng, để hứa hẹn đối với Phật, đối với Pháp và quý thầy đại diện để truyền giới cho tất cả các vị. Cho nên hôm nay có nhiều nghi lễ. Vì vậy về mặt căn bản, không quy y thì chưa thể gọi là Phật tử. Cho nên điều tối cần thiết, cái chữ Phật tử nó không có cái gì mình mà mình gọi là nó để nó phân biệt lắm. Nhưng mà ít lắm, chúng ta là người theo đạo Phật, người học Phật, người đến chùa, chúng ta có hai chữ Phật tử chúng ta thấy cảm thấy sung sướng lắm. Bởi vì chúng ta tự nhiên chúng ta thấy hòa nhập được cộng đồng, chúng ta tự hãnh diện mình được là một người Phật tử của một tôn giáo chân chính. Đây là lời phát biểu của một người trưởng ban tôn giáo. Một ông trưởng ban tôn giáo, ông đã từng phát biểu mà tôi đã nghe. Đó là ông nói như thế này: tất cả các tôn giáo đều chân chính, nhưng đạo Phật là chân chính nhất. Đó là một cái nhận định rất là khách quan. Và qua quá trình của lịch sử, biết bao nhiêu thời cuộc, những người có một trí tuệ siêu việt, những người có một đầu óc tiến bộ, những người có một cái tri thức của xã hội, họ cũng đều công nhận qua quá trình lịch sử tất cả các tôn giáo, đạo Phật là duy nhất, là một tôn giáo đúng nghĩa, là một đạo Phật. Đó là các vị cần phải thấy có những cái điều đó. Nhưng mà các vị biết rằng á, chúng ta khẳng định về đạo Phật, đạo Phật nó mang ý nghĩa đạo học chứ không mang ý nghĩa tôn giáo. Đạo học Đông Phương á, đạo Phật là một đạo học để giáo dục cho con người đạo đức, trí tuệ, giáo dục bằng những hình thức này, hình thức khác để con người tự thực tập, để trở thành con người. Cái đó nó mang ý nghĩa đúng hơn. Cho nên các vị thấy rằng hai chữ Phật tử đối với một con người chúng ta nên tự hào. Bởi vì trải qua quá trình lịch sử dài lâu, hơn 25 thế kỷ, đạo Phật chưa bao giờ làm tổn thương bất cứ con người nào. Các vị có thấy phải không? Đạo Phật chưa bao giờ quyến dụ bất cứ một ai. Đạo Phật chưa bao giờ dùng quyền uy thế lực để áp đặt người khác phải theo mình.
Và đạo Phật chưa bao giờ đi gây chiến tranh bất cứ một nước nào trên thế giới. Có thấy vậy bao giờ chưa? Đạo Phật không bao giờ có điều đó. Cho nên các vị biết rằng từ bi của đạo Phật nó trở thành một cái điểm son quý báu lắm. Trong những con người học Phật luôn luôn nào cũng có từ bi tha thứ hơn những người khác. Cho nên nó qua quá trình lịch sử chúng ta thấy rằng người đạo Phật luôn luôn lúc nào cũng trung thành với tổ quốc. Người đạo Phật luôn luôn nào cũng bao dung và tha thứ mọi người. Chưa bao giờ đi dụ ai cả. Đạo Phật không có dụ. Những tôn giáo khác dụ nè, dụ từ tiền nè cho đến quyền lực nè cho đến thế này thế khác. Và những cái điều quan trọng nhất là những có những tôn giáo đầu độc tuổi trẻ để trở thành những con chiên ngoan đạo. Đó là những vấn đề các vị cần thấy. Nếu mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng đạo Phật chưa bao giờ đầu độc cả. Đạo Phật nói ra một điều khách quan, tùy mọi người nhận thức, tu tập được thì cũng tốt, không tu tập được để tìm một nhận thức tìm hiểu cũng được, chứ không đầu độc. Cho nên có những cái nhà mà nhận định về các tôn giáo họ nói như thế này: một cái kẻ cướp giết người tội ác nhưng mà chưa ác bằng sự đầu độc. Một cái người mà cầm súng bắn thế này thế kia loạn xạ chết cả hàng chục người cũng chưa là điều quan trọng. Nhưng mà vì niềm tin tôn giáo á, giết người hàng loạt, cái đó là tội ác ghê gớm nhất. Có những người bị đầu độc bởi niềm tin tôn giáo là giết người hàng loạt như vậy để tôn thờ đấng giáo chủ của mình, để bảo vệ cái quyền nhận thức của mình. Đó là một tội ác. Đó là một tội ác. Tội ác ghê gớm, bởi vì nó giết từ thế hệ này đến thế hệ khác, nó triệt tiêu tất cả. Cho nên ở đây chúng ta khi mà là một con người học Phật, chúng ta phải thấy đạo Phật không bao giờ dạy chúng ta điều đó. Dạy chúng ta điều đó. Đạo Phật không bao giờ đầu độc cho lương tâm của một con người bị mục ruỗng đi. Cho nên khi mà chúng ta tự hãnh diện đi bất cứ nơi nào, bất cứ vùng miền nào, bất cứ mọi nơi, khi người ta nghe mình là Phật tử, tự nhiên trong lòng ta cảm thấy an lòng. Còn mình là mình nói mình là một người của những cái tôn giáo khác là người ta hơi e dè. Hơi e dè. Người ta trong lòng người ta khi nói đến đạo Phật người ta có cảm giác an tâm lắm. Và khi người ta chơi bạn cũng vậy, người ta kết bạn đối với một người Phật giáo người ta cảm thấy yên tâm. Nhưng mà nghe kết bạn với những người những tôn giáo khác người ta lo ngại. Bởi vì qua quá trình lịch sử đã chứng minh được điều gì rồi. Và nội ở Việt Nam chúng ta thấy qua quá trình chiến tranh Việt Nam, chúng ta thấy đạo Phật đã đổ máu với những cái chế độ của Ngô Đình Diệm như thế nào chưa? Đã mượn cái thế lực của Thiên Chúa Giáo đã giết biết bao nhiêu tăng ni các vị. Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu cũng là gì? Bảo vệ hòa bình của đất nước, bảo vệ đạo Phật. Bảo vệ đạo Phật. Hòa Thượng còn phát nguyện một câu mà: hồn gì? Thân tôi dầu cháy linh thiêng máu, thần thức tôi luôn giúp đạo nhà. Đó là những câu trước khi tự thiêu. Như vậy những người đạo Phật chấp nhận hy sinh bản thân của mình để bảo vệ bằng một cái chánh nghĩa. Và khi các vị thấy rằng đạo Phật hưng thịnh, và như hôm nay đạo Phật đã trở nên một sự hưng thịnh rất tốt, chẳng hạn như những lớp người trẻ đang ý thức về nguồn nè, về một văn hóa đạo Phật nè, đang quay về học tu nè, điều này rất là hay. Và đạo Phật đã trở về, đạo Phật xung thịnh thì đồng nghĩa với đất nước phát triển, và đồng nghĩa với mọi cái sự an bình của mọi tôn giáo khác. Nhưng mà tôn giáo khác phát triển thì đạo Phật nguy hiểm. Các vị phải thấy được như vậy. Như vậy là cả một bề dài lịch sử, các vị thấy ngày xưa Hồi giáo nó đã tàn sát chư tăng ở tại Na Lang Đà của Ấn Độ là không còn một người nào, gần 10.000 người như vậy. Như vậy thì các vị thấy những cái người khác nô lệ ý thức hệ về những cái tư tưởng khác, họ có thể giết người hàng loạt không gớm tay, bởi vì họ bị đầu độc sai mà. Nhưng mà đối với đạo Phật xuyên suốt bề dài lịch sử luôn luôn lúc nào cũng mang hạnh phúc an lạc hòa bình cho mọi người, giống như lời Đức Phật: ta ra đời vì hạnh phúc cho số đông, vì an lạc và hạnh phúc cho chư thiên loài người. Và một câu mà thời xưa nào lúc trước các vị đến chùa các vị thấy đó, cái câu là để là đạo Phật đến đâu hòa bình đến đó, hòa bình đến đó. Và các vị thầy của chúng ta đã nhận giải Noel hòa bình rất nhiều trên thế giới. Đạt Lai Lạt Ma nè đã nhận giải Noel hòa bình. Hòa Thượng Nhất Hạnh á, về Việt Nam chúng ta đó, cũng đã được nhận một giải Noel hòa bình. Đó là những điều hãnh diện cho đất nước Việt Nam của chúng ta. À, những gương mặt mà Phật giáo đã đóng góp cho cái thế giới và nhân loại như thế nào. Cho nên hai chữ Phật tử á, các vị nên trân trọng. Các vị phải thấy tự hào mình là một người Phật tử. Mà là Phật tử luôn luôn nào cũng mang trong lòng một ý nghĩa chân chính. Một ý nghĩa chân chính. Đó là các vị phải nên quý trọng. Đừng có nghĩ nhiều khi thanh niên á, đi chùa mắc cỡ. Phần lớn là thanh niên đi chùa mắc cỡ.
Cái chuyện đi chùa đâu có lệ thuộc vào thanh niên hay là thanh nữ, hay là Phật tử đâu phải là phụ nữ mới là Phật tử được. Còn các vị là gì? Các vị cũng làm Phật tử được vậy. Cho nên dầu thanh niên hay thanh nữ, các vị đừng có nghĩ là mắc cỡ. Mà chúng ta đi chùa là để tiếp nhận với một nền văn hóa, đi tiếp nhận với một ý nghĩa đạo đức, để tự trao rèn cho mình một nhân cách tốt. Như vậy phụ nữ mới cần trao rèn nhân cách tốt, còn các vị tốt rồi khỏi trao phải không? Cho nên á, nhân cách thì ai cũng cần phải trao rèn cả. Hay là tôi đàn ông tôi làm sao cũng được, còn phụ nữ phải nhân cách tốt, còn tôi đi lượm thượm, tôi đi vượt dọc đồ bịch được hết, ai cho phép? Cho nên ở đây các vị phải thấy được, dầu nam hay nhà nữ đi chùa đều quan trọng như nhau. Nhưng giới trẻ đừng bao giờ nghĩ là mắc cỡ nữa ha. Mà bởi vì các vị mắc cỡ là đúng. Thường thường các chùa nữ hết 90% rồi, còn có 10% nam vô lỗi chỏi không biết làm gì, ngại quá thôi ở nhà luôn ha. Thành ra các vị phải phấn đấu lên, phải vận động cho giới trẻ đi chùa lợi ích thế này, đi chùa vui như thế này, đi chùa học đạo tốt như thế này, đi chùa nó có rèn nhân cách đạo đức như thế này. Vận động tuổi trẻ lên để cái thế hệ nam nó tương đồng với thế hệ nữ, để rồi á chúng ta đối với nhau nó như nhau. Nếu thôi bị nữ đông quá ăn hiếp giết ở nhà luôn đại khái là như vậy, mà phần lớn vậy á. Cho nên khi mà không cân bằng, tao nói là nếu mà âm thạnh thì sao, dương si. Nhưng nữ đi chùa nhiều quá tự nhiên nam rút lui à, nó đại khái. Cho nên người nam phải vận động tích cực lên, trượng phu mà, thanh niên mà, đâu có rụt rè. À, chúng ta tìm hiểu qua một cái nữa, đó là giá trị của tam bảo đó như người con Phật. Như trên chúng tôi đã trình bày với tất cả các vị về giá trị của đạo Phật đối với người con Phật, là chúng tôi đã nói một cách đại cương rồi. Thì hôm nay chúng ta thấy rằng cái giá trị căn bản nhất của đạo Phật là để cho một chúng ta một luân lý đạo đức suốt một cuộc đời này, dầu thời nào cũng không lỗi thời cả, dầu thời xa xưa hay là đến hôm nay hay là đến muôn đời về sau. Tôi đọc trong một cái bộ mà gọi là Phụng Hoàng Cảnh Sách của Hòa Thượng Thanh Từ đó, thì đây là một cái câu được hỏi tại Singapore. Khi Hòa Thượng đi giảng ở Singapore đó, thì có một Phật tử hỏi về vấn đề giữa sự phát triển của xã hội bên ngoài và sự phát triển của đạo Phật. Đó, nếu không khéo chúng ta trở thành đạo Phật bị tục hậu hay là nó lỗi thời, vân vân, thì câu hỏi đại khái như vậy. Thì tôi nhớ máng máng Hòa Thượng ở trong đó trả lời một câu mà tôi phải nói là tâm đắc vô cùng, tâm đắc vô cùng. Hòa Thượng nói rằng thế giới khoa học đang phát triển một cách ồ ập như vậy, mà đạo Phật đang thời kỳ, xin lỗi, đạo đức của Việt Nam hay là nhiều cái đạo đức trong tôn giáo mà đang thời kỳ bị ngưng trệ hoặc là bị xuống dốc là một điều đáng lo ngại, cả thế giới nữa. Bởi vì khoa học phát triển mà đạo đức không được nâng cao là một điều nguy hiểm cho thế giới loài người. Khoa học phát triển phải đồng nghĩa với sự phát triển của Phật học, đồng nghĩa phát triển với đạo đức của mọi lãnh vực, của mọi tôn giáo, của mọi nền văn hóa. Thì như vậy chính đạo đức này sẽ làm cho những cái phát triển của khoa học mang tính cách phục vụ cho con người. Còn bằng không khoa học phát triển mà đạo đức không phát triển thì nó trở nên cái hủy diệt con người, tàn hại con người, giết người, làm đau khổ cho con người. Đây là một điều ghê gớm. Sự phát triển ngày hôm nay chúng ta công nhận. Sự phát triển ngày hôm nay chúng ta công nhận. Mọi tiện nghi vật chất chúng ta thấy phát triển quá rồi. Từ cái nhà, cái cách, xe hơi, xe cộ và nhiều cái thiết bị điện tử khác để phục vụ cho cái nhu cầu của đời sống con người và nhu cầu khác, hay là phục vụ cho y học, quá tốt rồi. Ngoài ra nó khám phá được vũ trụ thế này thế khác là quá hay rồi. Nhưng mà nếu mà đạo đức không phát triển được, đạo đức không phát triển được, thì những cái người chế tạo ra những cái loại mà nó giết người, làm đau khổ con người. Và các vị thấy biết rằng một số nhà mà chế tạo những sản phẩm thực phẩm đó, do khoa học phát triển chế tạo những sản phẩm mà ăn uống này kia kia nọ đó, không khéo là chúng ta bị bệnh tật ghê gớm. Đọc một tờ báo vừa rồi, người ta lên án một cái lò tàu hũ đó các vị, nấu cho mọi người bằng thạch cao, mà thạch cao làm tượng á, chứ không phải thạch cao này. Thạch cao mà để mà đúc tượng á, để có lời, muốn lời nhiều phải làm như vậy.
Tức là lương tâm đạo đức không có, nó đồng nghĩa với sự hiểu biết của con người phát triển tiến bộ nhiều mặt á, nó sẽ làm cho con người ghê gớm lắm. Và những loại thức ăn, thức uống khác cũng vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy sự phát triển của khoa học nó đồng nghĩa với sự đi lên của đạo đức học, thì con người có hạnh phúc. Còn đua đòi với khoa học mà các vị quên một điều, bỏ đi nền đạo đức học là các vị tự giết mình và giết người đó. Các vị phải hiểu vậy. Các vị tự làm khổ cho thế hệ này đến thế hệ sau. Và các vị biết những chất độc màu da cam của Việt Nam là do gì? Do chiến tranh để lại, phải không? Cũng do sự tiến bộ của khoa học mà như vậy. Và các những độc hại khác nó cũng từ những tiến bộ của khoa học. Lũng tuần ozone cũng từ những đó, để cho con người bị bệnh ung thư da sau này và nhiều bệnh khác. Tất cả những cái đó là do nền phát triển của khoa học. Tôi không nói tới những cái khác, tôi nói chỉ đại khái rồi các vị tự suy luận hiểu thôi, chứ tôi không nói nhiều mặt. Như vậy khi mà một nền đạo đức Phật phát triển, mà nếu đạo đức Phật học này được lan rộng trên toàn thế giới, và mọi con người đều có ý thức được cái tính chất đạo đức của đạo Phật ở trong lòng, thì như vậy là sự hạnh phúc nhất cho con người. Và nền công cụ khoa học này nó phục vụ luôn luôn tốt cho con người, và ngược lại nó là những cái điều mà làm đau khổ cho con người. Đó là cái điều mà tôi đọc tôi thấy rất là tâm đắc với một lời nhận định của một vị tôn túc mà tôi muốn nói để cho các vị. Và các vị là những sinh viên, là những học sinh, là những người đang tiếp cận được cái nền văn hóa mới, những nền khoa học mới. Các vị bây giờ là những tuổi trẻ hôm nay cỡ này là biết sử dụng vi tính hết rồi, biết chat trên mạng hết rồi, biết sử dụng internet hết rồi. Nhưng mà tôi nói thật với các vị á, cho đến tôi chỉ mới biết vi tính có vài năm nay thôi, khi nhu cầu của tôi cần sử dụng về văn bản. Tức là tôi có thể chậm hơn các vị ngày hôm nay rất nhiều đó. Cho nên cái điều đó phải mang ý nghĩa là đạo đức cùng phát triển song hành với đạo Phật. Và các vị càng học chừng nào, các vị hãy ứng dụng trong đạo Phật những lời Phật dạy, những lời Phật nói trong đó, thì các vị sẽ rất tốt cho cái quá trình phát triển của mình. Và khi các vị được trang bị một kiến thức về đạo đức cũng như những nền văn hóa Phật học ở những nền tân tiến của khoa học, thì các vị đồng chia sẻ với bạn mình, đi vào lớp học, đi vào công ty, đi vào các cơ sở khác, mình sẽ cải hóa lần lần những cái quan niệm sai lầm của những thanh niên thanh nữ khác về đạo Phật. Chúng ta có học Phật chúng ta mới hiểu, bắt đầu chúng ta mới thấy được những cái điều mà sai lầm của những người đã trải qua nhận lầm về đạo Phật. Chúng ta phải khắc phục họ, trao đổi với họ, thuyết phục họ để cùng với mình đóng góp. Bởi vì sự đóng góp hạnh phúc cho nhân loại, cho xã hội không phải một mình ta là đủ, mà nó cần phải có nhiều người có tâm huyết chung lý tưởng với mình,